Anh ơi, anh chơi anh em nguyên thủy đi. Đây, anh em nguyên thủy luôn. Lên Google Play tải có thật anh em ạ. Ảo thực sự luôn. Chọn tiếng Việt anh em nhá. Rồi luôn. Anh em nguyên thủy à, trông bựa vậy. Cái gì? Cần tải xuống. Ok, tải luôn xem như thế nào nha anh em. Sơ sơ là mình nhìn thấy là có mấy anh em là trong nguyên thủy bộ tộc mặc khố các kiểu đấy anh em ạ. Nhưng mà cơ bắp khá là vạm vỡ. Và bên kia thì có một con khủng long mỏ rất dài anh em nhá. Vui lòng nhập biệt danh cho bro. Ok, Andy. Let's go. Xác nhận xem nào. Tên này đã được dùng. Ôi ôi, ảo thật đấy nhở. Link Andy. Chắc là chưa ai dùng đâu đúng không? Rồi. Cái gì đây? Sao nó lại lạ lắm này? Bố ơi, bố nhớ mang cho chúng con đồ chơi khi bố về nhé. Hả? Lần này anh sẽ được thăng chức và tăng lương. Anh yêu em. What? Tôi đi công tác. Thì đây, đây là chuyến công tác nước ngoài lần đầu tiên của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Rồi, xong. Như nào? Hả? Khủng long. Vâng, và máy bay bị cháy. Đâm thẳng vào dãy núi. Và thôi rồi Lượm ơi. Cái gì đây? Bọn khỉ này lấy hết quần áo anh em ạ. Cày vãi cả trưởng luôn. Wow. Ảo nhở. Cốt truyện bắt đầu thấy hấp dẫn rồi đấy anh em ạ. Tôi cần ăn côn trùng để tồn tại. Chạm vào bất kỳ đâu trên màn hình để tấn công. À, chạm vào màn hình này. Tấn công con côn trùng. Sau đấy là mình sẽ bắt được con côn trùng anh em nhé. Level 1 tăng cấp. Lên luôn. Ủa lên luôn nè. Có đá dùng để nâng cấp được level của anh em ạ. Rồi, con này nó đứng yên luôn. Ha. À. Tiếp tục. Lại nâng cấp lên. Tiếp tục. Ok. Tiếp đổi này thôi à. Lại tiếp tục lên level. Rồi sao nữa. Rồi luôn ạ. Ủa không biết ông nào mà mình chơi game này nhỉ. Lỏ vãi cả trưởng luôn ấy. Lên level 6. Cố lên level 7 xem như nào. Vẫn đánh. Rồi luôn. Và một cách thần kỳ nào đó thì mình vẫn đã click trên màn hình. Và tiếp tục là oánh cái con quái vật này. Vâng. Kamejoko rồi. Lên được level 9 à. Ui à. Tăng tốc độ tấn công. Ui ui. Cái này nó chỉ tăng tốc độ trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Thôi. Hay thế nhở. Boss này. Trận chiến. Rồi luôn ạ. Boss cùi vậy. Tã mày luôn này. Tã mày luôn này. Ui ôi. Lần này là lấy cả tay cả chân các kiểu rồi anh em ơi. Xác nhận. Trang bị giúp bạn mạnh mẽ hơn. Rồi, trang bị. À, vừa mới nhận được cái vũ khí anh em ạ. Lên luôn xem nào. Uầy, mạnh hơn hẳn. Căng đấy, căng đấy, căng đấy. Tôi là linh hồn khu rừng. Tôi sẽ giúp bạn trở về với gia đình. Thật không ai? Tiếp tục vào lên level thôi. Dạ. Ấn auto đánh à? À không, con khỉ này nó giúp mình đánh thật. Hợp lý bạn ơi. Cảm ơn bạn nhé. Búc luôn một thẻ đi, sau đấy vào nâng cấp sau anh em ạ. Rồi màn 2 này. Quá. Xếp hạng 4623. Boss xem nào. Tiếp tục là nâng cấp độ 20. 22 rồi này. À bây giờ mình đánh boss được anh em nhé. Ảo thật đấy. Rồi luôn. Xong. Rồi sao nữa? Hè, game lỏ vãi cả trưởng luôn á. Ông nào ông có thể đề xuất một con game gì đấy mà nó xịn sò con bò hơn tí được không? Anh em Nguyên Thủy nghe tên là đây chôn 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 lỏ lỏ rồi. Vào chơi thì đúng thật. Lỏ vãi cả bìu. Tiếp tục nào. Cái này là mình cứ phải đủ level nhất định thì mình mới được khiêu chiến boss anh em ạ. Không là cứ click này thôi. Và một cách thần kỳ nào đấy thì mình đã lên đến level 28. Vâng, tốc độ tấn công của mình đang tăng lên rất là nhiều luôn. Đâu bò ra đây, lụ mày luôn này. Lụ hết. Ui dồi. Ui. Cái này là mình nhớ đến ngày xưa có một cái tựa game chơi trên web là cái gì nhỉ? Bộ lạc thời tiền sử hay là cái game gì ấy. Lúc đầu là mấy cái thằng cầm khố cầm khiên ấy, cũng kiểu như thế này luôn. Nhưng xong dần dần nó tiến hóa lên máy bay các kiểu, xe tăng bắn. Ôi rồi luôn. Và game đấy mình thấy nó còn cuốn hơn game này ấy.
rồi luôn. Thế mà game này kiểu phát hành đa quốc gia vãi cả trưởng luôn này, có cả tiếng Anh này. Holy shit, căng ấy. Ok, level bao nhiêu rồi ta? Level 38 rồi nha anh em. Đùa với chúng tôi à? Nhưng mà vẫn chưa một gõ để đi được con trâu kia nhỉ? Bây giờ là đánh boss này, trận chiến này. Boss là con gì? Trâu rừng siêu to khổng lồ. Rồi luôn, nó ị cho một bãi ở đây rồi. Ị luôn cho một bãi ở đây rồi. Xong. Xác nhận. Rồi lại đến khủng long. Hay. Hay thật. Ơ, đây là tóc mà, không phải là ị đâu. Trời ạ, mình nhìn những cái tưởng là tay shit, hóa ra là tóc anh em ạ. Hộp thư này, có cốt không ta? Nhận tất cả luôn. Ai à, làm kim cương vậy? Kim cương dùng để làm gì? Làm kim cương này. Rồi luôn. Nhiệm vụ nhận thưởng này. Hàng ngày, tiếp tục là nhận thưởng. Ui là trời, nhiều kim cương gớm. C này là cái gì? Hàng tháng, ây, không có nạp luôn. Bao tiền? 517.000. Holy shit, căng vậy. Kim cương này, có cả xem quảng cáo luôn anh em ạ. Không phải cả trưởng thật nhở. Nhận tất cả luôn này. Khẩu sứ mệnh đấy. Đừng có đùa anh em nhá. YouTube, có kênh YouTube luôn. Căng chứ. Rồi luôn, nhìn có quả tóc vào trông ảo ma Canada vãi cả trưởng anh em ạ. Ở trong này thì còn cái gì nữa không? Cài đặt chế độ ngủ DPS. Có thích bây giờ làm nào nhỉ? Xem quảng cáo. Khi bạn xem xong quảng cáo, tất cả phần thưởng sẽ tăng lên trong một khoảng thời gian nhất định. Tháp pháo. Ây à, sau này còn mở quá nhiều cái kê phết đấy anh em ạ. Thế bây giờ mình cần làm gì để có thể mua được vũ khí nhỉ? Kim cương mình để làm gì? Mình có 7.000 kim cương này. 7.000 kim cương không biết làm gì luôn á. Đây có cái túi này. Không phải. Đây thì sao? Nội dung, nhiệm vụ, xếp hạng, nhận thưởng, thời gian chơi, đã nâng cấp, tăng cấp, đánh bại quái vật. Kìa. Cái này là cái gì? Lại tiếp tục xem quảng cáo. Tấn công tự động. À, có tấn công tự động anh em ạ. Mua. Ủa ôi, 178k. Khiếp. Cái C này là cái gì? C này là shop à? Cửa hàng đúng không? Gương. Cái này là cái gì? À, nộ à? Đánh thử thêm tí nữa nào. Rồi, hiện tại đang ở màn 4 anh em nhé. Kim cương chưa biết làm gì luôn. Cay vãi cả trưởng ra. Giá như cái shop gì đấy mình có thể là mua kim cương có được không? Ok, nộ lên đánh tốc độ căng thẳng phết đấy. Đánh boss được chưa? Uầy, có cả Hàn Quốc các kiểu chơi đủ các thể loại luôn á. Rồi. Boss. Điều chiến boss luôn này. Đây này, đây mới là bãi xít khủng long này anh em này. Nhưng mà không biết dùng để làm gì luôn. Ok, ok. Skip. Nhận được 14 xu. Qua màn 4. Bỏ qua luôn.